Mà đẹp phách, tiếng nhạc khi mình chấp nhận thì nhạc mic vẫn ra, nhưng mà tiếng mic thì mất hết echo gì vọt này. Sửa sau thì máy lên chả ok rồi. Ở trên cái dòng vang này thì bệnh đặc trưng sẽ là liên quan đến mất đẹp phách này, mất tiếng này, trắng màn này, mất nhạc mic riêng biệt, rè nghẹt tiếng này, không đến nguồn này, báo lỗi này, một số dạng báo lỗi có dạng thì lúc lên nguồn lúc không. Còn về cái công nghệ máy mình đã cập nhật đủ rồi, tất cả những cái linh kiện chip dán bên bo DSP rồi linh kiện trên cái máy này đều có đủ hết nhá. Màn hình mình cũng có này, đây là các cái máy lỗi khi tiếp nhận về sửa rất là nhanh. Đó, các cái ban bệnh trên dòng này mình đã bắt rất rõ rồi, phân vùng lỗi đâu, máy móc tiếp nhận lỗi về kiểm tra đo đạc, dùng đồng hồ kiểm tra xác định phân vùng lỗi thay thế là chạy nhá. Còn về cái chất lượng máy và chất âm sau khi sửa không thay đổi. Cái quan trọng để xử lý tốt được một sản phẩm thì chúng ta phải làm bắt tốt về công nghệ cũng như là linh kiện thay phải có. Đó. Có xác định được lỗi ở đâu nhưng mà không có đồ thay thì cũng chả làm gì được đâu mọi người nhá. Mọi thông tin chi tiết về sửa chữa hiện tượng lỗi mất effect trên dòng vàng AP K9800 hoặc là các model khác của AP thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0868 59964 hoặc là 0979 486 089 để gặp trực tiếp nhân viên. Trên AP tất cả các model thì cũng rất hay dính hiện tượng lỗi bị mất effect nhá. Mình thấy đây là cái ban bệnh đặc trưng của cái dòng này, hàng bãi, hàng mới, hàng xịn, hàng nhái đều có thể bị. Đó, tất cả tài khoản đều thấp đều cao. Ngoài ra thì những cái lỗi khác mình đề cập trong video rồi. Đó thì anh em thợ làm nghề sửa mà cần đến các linh kiện để sửa dòng này, những ai có nhu cầu sửa chữa thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo hai số máy mình vừa đề cập trong video nhé. Và những ai chưa đăng ký kênh thì mọi người hãy đăng ký kênh để theo dõi kênh. Ngoài ra thì có thể truy cập vào trong phần danh sách video của kênh để tham khảo thêm các video ở trên kênh. Đơn vị chuyên sửa chữa bảo hành cho anh em hãng đại lý công ty, thường là buôn hàng bãi hàng mới rất nhiều. Các cái máy mình tiếp nhận về rất nhiều và chuyên sâu các cái dòng đời cao.